có lệnh truyền ra Đức Tông, có lệnh truyền ra toàn quân thủy bộ, cùng là chư dinh dinh Ngô Minh có phạm Nam Thành. Ngoài màn gì
ông truyền phán các quan tả cơ hữu đội về nương ban đào tên lệnh truyền thủy bộ đôi hàng thiên binh vạn mã thằng hà kéo ra lệnh truyền sư đội vạn cự đức ông bây giờ ngài chắc rằng anh linh trước về khám xét điện đình để nạp thiên tào sớ văn để nạp thiên tào tâu về cho tới cung cao đề đình tông về thoại đế long kinh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mưa quyết thủy không không mình thực chi phép hành sư bạch khí danh thiên cương thái ất ân an tung tung hoành tứ kỳ bát chính quán tình trần đô quán tình trần thánh giả.